Rồi mình quyết định là bơi vào nhá. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ. Rút dây, rút dây, rút dây. Ok, bướng tay. Đâu ok lên được mọi người. Mày coi dừng tao nha mày. Mày coi dừng tao nha mày. Lêu lêu mấy bạn ngồi trên xe. Lêu 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 lêu. Đúng không? Trời ơi, dọn quán nữa rồi. Lại tiếp tục dọn quán của người ta nữa rồi. Con nghĩ là bữa nay cô phải nghỉ sớm rồi. Trong ngoài có chỗ nào ngồi được rồi, hết đi bao quán này rồi. Có ai cho nó hai con cá hai con, mỗi thứ hai con nữa, kể nè, lâu ngày xì quần về cho nó ăn. Đúng rồi đó. Trời phải vậy chứ, trời ơi. Nó cần con phụ gì không cô? Ừ rồi chết rồi, xong rồi. Ôi rồi trời ơi. Cái trứng này à. Hết 5.000 của con tôi rồi. Sáng hôm nay á, 6:15 bên ghe báo là không chạy được bởi vì sóng lớn. Rồi vậy là không ra đảo được hả? À, hiện tại tụi đông không ra được. Tại vì sóng quá lớn đây sợ mọi người sẽ bị ói hết khi lên thuyền. Không sao hết á, ói chịu thôi chứ. Ăn được rồi. Ừ, có gì đâu rồi. Ông ăn không có cá đi thôi. Người ta không có cho chạy. Buồn giờ ra đây chủ đi đảo mà. Căng à, căng à. Có cần cô đồng hành gì không cô? Ừ, cô không biết cắt đâu. Được. Con cắt hai người ta. Trời sao cô phân biệt chủng tộc ơi, giới tính quá vậy? Hả? Sợ là con cắt không được. Con đẹp trai gì mà? Trời ơi, nhìn cái tay bàn tay điêu luyện này mà cô lại không cho. Hồi nãy mình thấy người dân á, họ ăn á là họ dầm ra luôn. Họ dầm cá đó luôn. Xong cái là họ bỏ xoài vô trước. Mình bào luôn, mình bào hết cái dĩa xoài này luôn. Với cái kinh nghiệm ăn uống mấy chục năm của mình á thì là mình sẽ ngâm để hồi nó thấm. Đó. Trời ơi, 8kg phấn gì đó mà chưa trắng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bánh căn. Ủa bánh căn này bánh căn gì? Bánh căn không bớt đúng không? Bánh căn bình thuận. Bánh căn không bớt có nghĩa là mua nhiều mà không bớt. Bà mẹ ớt tay quá. Rồi. Trời ơi, ngon quá. Cá xương vừa đấm nhưng mà nhai xương luôn. Giống như cái hồi hấp vậy. Tại mình đăng clip bà đang á, các bạn chửi mình quá. Anh ra clip này mình đăng nữa, chắc bạn chửi nữa. Sao nhìn em chị cười hoài vậy chị? Không được ra nếu phải vậy vậy. Không ngon phải gán cho ngon nữa. Tôi khổ lắm anh em. Ôi! Má nói tỉnh luôn á, tỉnh luôn á. Tỉnh chưa? Anh cố tỉnh đó em. Em hồn bị chân rồi đó mà cố tỉnh nữa vậy.
em dọn xe hết lại nha. Ừ. À. Không biết sợ ta. Ghê thiệt. Ok, giờ tụi mình đi lên bến tàu nha. Bước lên cái hết trơn rồi thì né nó ra. Bước lên cái bậc thang á. Sao không? Ủa, sao đoạn của nó mua hiểm theo vậy? Tại vì nó đảm an toàn giao thông anh. À vậy hả? Cái nhà này đua tàu dữ quá mà. Ok, đi đi, để qua lại. Tạm biệt bóp vai thân yêu, tạm biệt dấu vi xa nha. Mấy mấy lớp một rồi, chưa lắm, bên sao được, trường mầm non thân yêu. Nắng quá anh em ơi, nóng quá trời luôn vậy á. Mình là cú đêm mà đưa mình lên ban ngày mình không nổi luôn vậy á. Ồ, đi chiến cuối ngon à. Trời ơi, chiến cuối ngon quá ta. Có mấy người họ khỏi nhồi nhét ai hết. Bình tĩnh, đây em cầm mình chịu. Trời ơi, từ từ thôi. Leo lên cái muốn chết luôn vậy. Rồi. Chết. Tuyệt vời, cảm ơn anh nhiều nha. Đi lên. Hai. Mình đang cầm trên tay một cái cây GoPro 2m7. Rồi mình sẽ chụp cho các bạn xem. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Chim ơi, chim ơi, chim ơi. Mọi người ơi. Chim ơi, chim, chim đừng bay. Mọi người ơi. Em yêu chim, em muốn chim. Vì mỗi lần chim hát em tôi. Rồi cười đi. Tiêu má thấy còn không? Má nó cầm nó cao quá. Cho hết mẹ cho tôi. Tao thấy bây giờ chân gái nó đánh lô tô rồi. Đi cái này á, dù là đi đi đâu mà là ở đâu như thế nào thì các bạn cũng phải cần mặc áo phao vào nhé, kể cả biết bơi hay không. Đây là cái cần lái nè anh em, trái phải trái phải. Đây là cái view mà mọi người sẽ được thấy khi mà ngồi trên này. Lên đây thì nhìn nó không ghê lắm.
Lúc trước là mình tính là xin đi đánh cá trong một tháng để tụi ra trải nghiệm cho biết thôi chứ vậy đó. Nhưng mà nó lắc kiểu này thôi chứ quay nó không được gì. Mà những cái đồ dụng cụ quay phim này nọ của mình á, mang theo nó rất là kỹ. Nước biển vào phát là thua luôn, mà vứt luôn cũng có sửa được. Nước thường thì còn sửa được chứ nước biển là thua luôn. Ủa là cái tàu này cái tàu đánh cá đúng không anh? Tàu đánh cá đúng không? Là không thấy lưới gì hết ta? Chưa tàu lưới. À chưa thả. Có mùa chưa đi. Ví dụ như anh đi là sắp cái thuyền này đi mấy tháng về hay là đi sáng đi chiều về hả? Ra 17 lý rồi à, 15-17 lý rồi à. À 15-17 lý. Là bao nhiêu km anh? Khoảng mấy cây. Mười mấy cây rồi hả? Trời ngồi đây đỡ chứ anh em ngồi cái thùng đó kìa, mới giả mang kìa. Ôi anh em thấy nó lắc không? Ôi trời ơi. Đó, ngồi cái thùng đó nó mới xê đó. Thì tại sao mình cần kêu các bạn mặc áo phao? Mình không biết sau này các bạn đi cùng với ai và lý đời như thế nào. Nhưng mà khi các bạn lên thuyền các bạn phải yêu cầu áo phao nha. Tại vì cũng không ai nói chứ thì chuyện gì áo phao nó cũng giống như cái nón bảo hiểm vậy đó. Khi mà có rủi ro mà không có gì cứu vớt rồi là thôi. Cái này nếu các bạn còn nổi, còn không có là thôi xác định luôn. Đi xuống. Thôi không con. Đúng rồi. Gâu. Đẹp bạc. Đẹp bạc. Say hả? Đổ một hồi hộp luôn. Say sống hả? Thanh niên say sống. À, thôi tranh thủ nghỉ ngơi một xíu. Tại tính ra cái team có ai ngủ đủ đâu. Cho nên nằm xuống cái ngủ hết luôn rồi. Thiệt luôn hả? Anh giỡn với em hả? À. Phải có người chuyển đồ vô nữa. Rồi chuyển đồ xuống đi. Mình quyết định là mình sẽ bơi vô. Đi giống như người ta mình không thích. Mình sẽ bơi vào. Ôi, họ miễn thanh niên đi thuyền ơi. Rồi mình quyết định là bơi vào nhá. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ. Đây lần sau lên phim phải cạo lông nách đi nghe chưa? Vậy đó mà tụi nó còn chê là không có lông nách đó. Nè lông nách đây ông nội. Lông này kia không chịu lông nách nữa. Rút dây, rút dây, rút dây. Má công nhận nhảy đúng nhái luôn á. Em ơi, em